Airless Way Cut 2024, anh khách vừa mua xe khỏi hạn đã ghé với mình nâng cấp bộ body kit Victor mẫu 2024 mới nhất các bạn. Đi cùng với đó là dòng mâm Vagi, một trong những mẫu mâm đang là xu hướng nhất của Thái hiện nay luôn các bạn. Đó, trong những combo Thái Lan đang là xu hướng ha. Và những anh khách Việt Nam anh cũng muốn chơi với những phong cách của Thái Lan. Bên mình nhập về một cái là có các bạn. Còn đây là một mẫu Airless mà mình đã nâng cấp hai cặp bi laser luôn các bạn. Cặp cốt cũng laser, pha cũng laser luôn. Cho một ánh sáng siêu sáng luôn ha. Đây mâm Lenso. Trong những mẫu mâm cũng đang bán quốc chuộng bên Thái luôn. Những mẫu mâm này giá nó cũng không quá đắt các bạn, tầm khoảng 34 đến lại 40 triệu một bộ mâm ha. Lenso mâm màu bạc nhiều cánh nè các bạn. Đó, đi cùng một đó up Lambo. Đây là toàn là nhựa ABS của Thái thôi nên cái độ hoàn thiện của nó sẽ đẹp hơn so với lại những cái nhựa của Trung Quốc các bạn. Và cái mặt ga lăng của Jeep nó có hai cái đèn hai bên nữa các bạn. Và đây là cái bộ nằm trong body kit Victor mẫu 2024 luôn nha các bạn. Có thêm cái cánh gió phía trên nữa ha, nó gồm có cản trước, cản sau, bốn ốc của bánh, mặt ga lăng, những cái chất liệu mà nguyên liệu mình sơn cho những bộ body này mà mình cũng chọn những cái mã cao cấp ha. Còn cái độ nét, độ hoàn thiện nó khá cao. Và trong cái lồng mâm bên trong nó có chữ Made in Thái Lan luôn ha, nhập Nhật luôn ha. Lớp Toyo thì nó có nhiều mã các bạn, mã GT là mã gai to ha, nó có dán phần decal. Có những khách thì anh dán muốn sâu xuống dưới chút xíu nữa cũng còn tùy ha. Bên mình luôn đáp ứng theo tiêu chí cảm xúc khách hàng là những cái quan trọng nhất khi mà chúng ta nâng cấp xe, độ xe các bạn. Rồi, Auto Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay bên mình có mấy xe Airless các bạn. Những xe Airless mẫu 2023, 2024, số mẫu về 2021 các bạn. Thì mình cũng nâng cấp số chi tiết ha. Và đúng là những cái Airless xu hướng nhất. Airless Way Cut 2024, anh khách vừa mua xe khỏi hạn đã ghé với mình nâng cấp bộ body kit Victor mẫu 2024 mới nhất các bạn. Đi cùng với đó là dòng mâm Vagi, một trong những mẫu mâm đang là xu hướng nhất của Thái hiện nay luôn các bạn. Đó, đi cùng với đó là lớp Toyo ha, một trong những combo đậm chất Thái Lan các bạn, Made in Thái Lan luôn. Đây, ở phiên bản Airless Way Cut chúng ta sẽ thấy được hai cái chữ H màu xám bóng các bạn ở phần đầu xe ha. Đó, nó tạo hình giống như phiên bản Range Rover Way Cut vậy các bạn. Thì body kit của thằng Victor cho mẫu 2024 này nó có hai mẫu các bạn, mẫu Way Cut khác, nhưng mà hiện nay luôn mẫu Way Cut chúng ta cũng có thể lắp cho mẫu Titan được luôn ha. Đây là dòng mâm Vagi nè các bạn, đi cùng với lớp Toyo. Trong những combo Thái Lan đang là xu hướng ha. Và những anh khách Việt Nam anh cũng muốn chơi với những phong cách của Thái Lan, bên mình nhập về một cái là có các bạn. Tại vì hiện nay luôn Thái Việt Nam nhập hàng khá nhanh. Đó, các bạn thích những mẫu mâm nào bên Thái cứ nhắn tin cho mình theo số Zalo là 0933 586 519, mình sẽ nhập về Việt Nam cho các bạn sau 3 ngày nha. Đây, còn bên trái là cái mẫu mâm mâm của Thái Lan kiểu mà offroad các bạn, kiểu mà cái mâm nó âm vô trong đó, nó đậm chất kiểu mà xe bán tải hơn ha. Lớp Toyo Made in Japan luôn các bạn, đi với thông số là 27555 AG20 ha. Bên mình thì cũng là nhà phân phối của Hummer chính hãng luôn các bạn. Bên mình ở đơn vị cũng là chuyên đèn luôn ha, những khách nào cần nâng cấp về đèn, vô lăng lắp to các bạn, vô lăng lắp to chúng ta có thể insert cho Airless cũng được, Ranger cũng được ha. Còn đây là một mẫu Airless mà mình đã nâng cấp hai cặp bi laser luôn các bạn. Cặp cốt cũng laser, pha cũng laser luôn, cho một ánh sáng siêu sáng luôn ha. Chúng ta tiết kiệm mà chúng ta nâng cấp cái cụm cốt ở dưới là laser thôi các bạn. Đó, mình cũng nhận được nhiều đề xuất của anh khách, anh đi đường trời tối hay tối dụng. Đó, thì mình giới thiệu cho anh khách cái combo là vô đèn sương mù gầm ba màu các bạn, màu trắng, màu vàng, màu nắng ha. Đi cùng với đó là thêm chế độ đèn cốt laser nữa là tuyệt vời ha. Và anh khách nào muốn siêu sáng luôn thì vô cụm đèn pha laser nữa là tuyệt vời các bạn. Với bốn đèn định vị mẫu lắp to các bạn, nó vừa size với lại xe 2024 nha. Anh khách này cũng đi về bộ mâm 20 mà mẫu Lenso ha. Chúng ta sẽ mang một vẻ đẹp của xe hơn 60%. Và những mẫu mâm về bên Thái mình có rất nhiều luôn, mâm Lenso, mâm Vampai, mâm Vagi ha. Và đi cùng với đó là những bộ ốp Lambo, ốp Lambo màu đỏ, ốp Lambo màu xanh, xanh nước biển, xanh đọt chuối các bạn. Đây mâm Lenso, trong những mẫu mâm cũng đang bán quốc chuộng bên Thái luôn. Những mẫu mâm này giá nó cũng không quá đắt các bạn, tầm khoảng 34 đến lại 40 triệu một bộ mâm ha. Còn mâm Vagi sẽ mắc hơn một chút xíu, dòng từ khoảng 48 đến 52 triệu tùy mẫu ạ. Nói về Airless thì bên mình có đầy đủ tất cả cái chi tiết chúng ta có thể nâng cấp được ha. Đây, bộ mâm Lenso đi cùng ở đó là lớp Goodyear ha. Anh khách thì đi lại bộ lớp jean của xe luôn ạ. Nên cái việc mà chúng ta lên mâm 20 chúng ta vẫn xài lại lớp jean vẫn được ha. Giống như cái kiểu mâm của anh khách này, rất nhiều mẫu luôn các bạn. Anh khách này ảnh tập trung vào ánh sáng và bộ mâm, và trong nội thất ảnh còn chơi vào âm thanh nhiều các bạn. Anh khách ảnh thích khai phá những tính năng ẩn của xe nhờ loa trung tâm, hai loa cột D và cái súp hơi phía sau các bạn. Đây bộ mâm Lenso mâm màu bạc nhiều cánh nè các bạn. Đi cùng với đó là up Lambo nhôm CNC ha. Chúng ta gõ vào chúng ta sẽ nghe tiếng kêu, nó khác lại những bộ mâm bằng nhựa các bạn.
mâm CNC như vậy nhìn nó thiệt hơn, nhìn nó xịn sò hơn rất nhiều luôn các bạn. Phía sau thì mình còn làm thêm những cái thảm tựa lưng hàng 2, hàng 3 để khi mà chúng ta đẩy vật gì nó không làm chày phần nỉ của xe LS chúng ta ha. Một cái góc nhận diện các bạn thấy những dòng xe LS 4x4 phần trần, phần cột nó sẽ là màu đen ha. Với những phiên bản LS Ambient và LS Sport chúng ta hoàn toàn có thể làm da lộn phần trần, phần cột được ha. Rất dễ dàng luôn các bạn. Đây, khách đánh vô của phần súp, súp gầm ghế, loa đó và số chi tiết về tính năng lượng các bạn. Những cái ốp bực bước trong, ốp bực bước ngoài ha. Mà nói về tính năng lượng của xe LS thì còn rất nhiều luôn các bạn. Bộ kích camera 360, cần số điện tử là xe hai cầu ha. Nhưng mà khi mà chúng ta đánh xi nhan trái, xi nhan phải thì nó chưa ra cái vật bánh xe bên trái bên phải các bạn. Chúng ta vô bộ kích camera 360 chúng ta sẽ làm được việc này. Đây, một cái súp helix, súp điện thôi các bạn. Chúng ta hoàn toàn có thể chơi được cái súp hơi ha. Súp hơi thì tiếng em thầm hay gấp 3 gấp 4 lần súp điện các bạn. Đánh cực kỳ uy lực luôn. Mà chúng ta để phía sau để mình test thử cho các bạn xem nha. Quá hay, quá cảm xúc luôn các bạn. Chúng ta vô phần súp hơi phía sau thôi, đánh là bung nóc nhà luôn. Trước đây thì mình cũng không hay nghe nhạc các bạn, nhưng mà khi mà từng ngày mình vô những dàn âm thanh hay, mình bắt đầu thích nhạc nhiều hơn. Mình thích nghe những máy nhạc hát live của những ca sĩ, có bass, có chép, có những tiếng trống các bạn. Nhiều khi nghe mà tới chỗ mà chưa muốn xuống xe luôn các bạn. Đợi nghe hết bài nhạc mới xuống xe làm việc tiếp theo ha. Với lại với xe LS Voyager lên bộ body kit Victor mẫu 2024 nha các bạn. Đây là công đoạn anh em mình chuẩn bị gắn body lên cho khách rồi các bạn. Đó, mình sẽ chuẩn bị sơn những ốp cua bánh ha. Đây là toàn là nhựa ABS của Thái thôi, nên cái độ hoàn thiện của nó sẽ đẹp hơn so với lại những cái nhựa của Trung Quốc các bạn. Mâm buggy bên Thái Lan, mặt ga lăng kiểu Jeep nè các bạn. Đó, trong những mẫu mâm đang được xu hướng ở bên Thái luôn các bạn. Mâm chữ Y ha. Đó, đi cùng với nó là lớp Toyo gai GLT, cái combo và cái concept hiện nay đang làm mưa làm gió bên Thái Lan luôn. Và cái mặt ga lăng của Jeep nó có hai cái đèn hai bên nữa các bạn. Và đây là cái bộ nằm trong body kit Victor mẫu 2024 luôn nha các bạn. Có thêm cái cánh gió phía trên nữa ha, nó gồm có cản trước, cản sau, bốn ốp cua bánh, mặt ga lăng. Những cái chất liệu mà nguyên liệu mình sơn là cho những bộ body này các bạn, mình cũng chọn những cái mã cao cấp ha. Và mình chọn đúng mã màu của dòng xe Ford luôn các bạn. Mình có tất cả những mã màu của dòng xe Ford. Đây, cái nhựa ABS của Thái là nhựa dẻo không? Nó là nhựa trắng ở bên trong. Nhựa này khi mà chúng ta chạy xe nó có va quẹt nhẹ các bạn thì nó không có bị giòn, nó không bị bể ha. Còn những dòng nhựa khác khi mà chúng ta chỉ cần ịn vô chút xíu thôi nó sẽ giòn, nó sẽ bể hết. Thái thì họ làm những cái gì đó nó cũng nét, họ tính toán như cái kích thước của xe đúng với lại kích thước body kit luôn các bạn, nên chúng ta lắp vào nhìn nó liệt lạc ha. Đây là cái cánh gió nè các bạn, rất đẹp luôn. Đó là cái cách mà chúng ta cũng đi so sánh giá các bạn. Chúng ta so sánh giá chúng ta phải so sánh luôn là cái nguyên vật liệu nhập Thái hay nhập Trung ha, đơn vị đó có lắp cái này nhiều chưa, nhân thật kỹ thuật nó có làm nghề chưa, đã lắp nhiều chưa, đã tháo nhiều chưa ha. Và khi đó chúng ta mới so sánh giá nha. Đó, có nhiều anh khách nói tại sao giá bên mình nhỉnh hơn 1-2 triệu so với đơn vị khác. Tại vì mình có những anh thợ cực kỳ lâu năm trong cái việc mà lắp body kit luôn các bạn. Và mình cũng chọn những mã sơn chất lượng ha. Sơn cũng tinh xảo, không có bị lỗi. Cái đó là cái giá mà chúng ta phải lựa chọn để làm sao ra một cái sản phẩm cực kỳ chất lượng cho khách luôn các bạn. Bên mình với tiêu chí là chất lượng phải hàng đầu, sản phẩm nó phải tốt ha. Và bảo hành cho khách là xuyên suốt trong 3 năm hoặc 100 ngàn cây đúng không ạ? Để đảm bảo cho khách hàng yên tâm chơi xe, không có phát sinh chi phí khi mà ghé bên mình thay thế lắp đặt những chi tiết và sửa chữa đã lắp ha. Đây là những công đoạn mình check, mình kiểm tra những cái mã hàng cho đúng nhưng mà mình đã cam kết bên khách không các bạn. Tại vì đôi khi mình là người bán, mình chốt những vấn đề này với khách mà mình đưa xuống cho anh em, đôi khi anh em soạn hàng nó không đúng với lại những cái cam kết thì nó lại đi ra một cái mã khác các bạn. Mâm Vagi nó sẽ có một biểu tượng là chữ V ha. Vagi, mâm của Made in Thái Lan luôn. Những mẫu mâm của Thái Lan thiết kế bạn thấy được cái độ nét, độ hoàn thiện nó khá cao. Và trong cái lòng mâm bên trong nó có chữ Made in Thái Lan luôn ha. Và đây trong những dòng lớp đang được bán rất là chuộng trên thị trường đúng không ạ?
lớp Toyo ha, made in Japan đúng không ạ, nhập Nhật luôn ha. Lớp Toyo thì nó có nhiều mã các bạn, mã GT là mã gai to ha, nó có những mã AT, mã ST thì dành cho những cái đường trường đi đường phố nhiều hơn ha, nó sẽ đỡ ồn hơn, cũng còn tùy vào cái nhu cầu chúng ta đi xe. Và mình còn decor cho anh khách luôn cái đề can đen bóng nửa trên luôn các bạn, trong những xu hướng của mình Thái rất đẹp luôn ha. Có những ý tưởng cá nhân hóa signature chờ khách hàng, các bạn chỉ cần đề xuất thôi, mình sẽ gợi ý những cái phương án để cho những anh khách lựa chọn và mình sẽ thực hiện những ý tưởng đó ha. Đó, mình dán full phần nóc luôn, rồi cạnh trên mình dán phần đề can, có những anh khách thì anh dán muốn sâu xuống dưới chút xíu nữa cũng còn tùy ha. Đó, mình luôn đáp ứng theo tiêu chí cảm xúc khách hàng là những cái quan trọng nhất khi mà chúng ta nâng cấp xe, độ xe các bạn. LS phiên bản Y-Truck 2024 vừa mua xe khỏi hãng luôn, lên một body Vistor cũng 2024 luôn nha. Đây quá trình anh em đang ốm lên, cân đói để làm sao hoàn thiện mua xe cho khách các bạn. Bên mình chăm chút từng chút một luôn. Những cái góc sơn, những cái kiểu sơn, khi mình sơn xong mình sẽ xem lại cái độ hoàn thiện để đảm bảo khi mà chúng ta lắp lên nó sẽ phải tiệp màu của cái body với lại cái màu của xe Ford các bạn. Từ Ford hiện nay nó là hai màu, mà chúng ta đứng góc này cho thấy cái màu khác, là đứng góc kia cho thấy cái màu khác, nên đòi hỏi cái kỹ thuật sơn như những bộ body này cũng phải có một cái kỹ thuật sơn để nó vẫn ra là hai màu, để chúng ta lắp lên nó không có bị lỗi màu thôi các bạn. Rất đẹp các bạn. Và những cái mã màu của xe Ford của mình đều có đủ hết luôn, mình cái này chỉ cần giao xe cho mình, mình sẽ có cái mã màu để sơn cho nó đồng bộ ha. Và những cái việc mà phối cái cản trước cản sau theo nhiều xu hướng ha, bên mình có rất nhiều mẫu luôn, có thể sơn full đen bóng, có thể đổi qua những cái màu khác và những cái đường vân ở giữa chúng ta sẽ đề co theo cái kiểu khác ha. Ở mỗi khách hàng là một câu chuyện, bên mình luôn đề xuất những ý tưởng mới để làm sao cho những cái xe nó thật sự cá tính, thật sự là đậm chất cá nhân hóa từ ý của khách hàng các bạn. Đó, anh em mình cũng rất chăm chút chuẩn bị những cái dòng xe cho khách hàng các bạn. Up Lambo, anh khách này chọn Up Lambo màu đỏ nè các bạn. Anh em đang tính toán phương án để làm sao chúng ta dán lên, chúng ta thi công thật sự là đẹp các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ thành phẩm cho các bạn xem nha.